Vâng, có thể thấy là truyền thông trong khu vực đang bày tỏ những cảm xúc rất rõ nét về những gì đã diễn ra ở trận bán kết lượt về cũng như là nhận định trước thềm trận chung kết giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia. Đây là hai đội bóng đã phần nào khẳng định được sức mạnh của mình kể từ đầu giải và việc họ góp mặt trong trận đấu cuối cùng có lẽ cũng không phải là điều gì bất ngờ. Những con số thống kê đáng chú ý sau đây sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về nhận định này. Ở trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Singapore, các cầu thủ chủ nhà đã cho thấy một sự quyết tâm và nỗ lực tuyệt vời cho dù phải nhận thất bại chung cuộc. Dù không có được thế trận tốt khi kiểm soát bóng chỉ 39,6% so với hơn 60% của Indonesia, thế nhưng đội tuyển Singapore lại thi đấu rất tích cực, qua đó mang về tới 23 quả đá phạt chỉ trong một trận đấu lượt về, và đây cũng là số quả đá phạt trong một trận đấu nhiều nhất tại giải năm nay. Thêm vào đó thì thủ thành Hassan Sani của đội tuyển Singapore cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc với 11 lần cản phá thành công những cú dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất của họ ở trận đấu này lại là việc phải nhận tới 3 thẻ đỏ, nhiều nhất trong số các đội bóng góp mặt tại giải đấu năm nay. Còn ở trận bán kết lượt về sau đó giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội hơn so với đối thủ khi mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tổng cộng 7 lần dứt điểm về phía cầu môn của đội tuyển Thái Lan, trong đó có 4 lần trúng đích và đạt tỷ lệ 28,6%, nhiều hơn so với vỏn vẹn một cú sút trúng đích của đội tuyển Thái Lan. Điều đáng buồn duy nhất ở trận đấu này là chúng ta đã không thể ghi được bàn thắng nào, qua đó phải dừng bước sớm ở giải đấu năm nay.